Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ. Vô thượng tọa vi diệu Phật, Bát thí Phật kiếp na tâu ngộ, ngài kiến kiếp Phật đã thọ trì. Nguyện nhãn như lai chưa thực nghĩa. Nam mô Hồng Nhãn Hậu Tạng Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Tập Luân. Quyển 7 phẩm 9. Xa lời sự ganh ghét. Bây giờ Bồ Tát Kiết Ganh Tạng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát đối với Thừa Thanh Văn và Bích Chi Phật không sinh nghi ghét, đối với các Bồ Tát khác cũng không xem thường? Thế nào là ở trong chúng Thanh Văn của Như Lai, thành tựu pháp khí hay không thành tựu pháp khí, đều không chê trách, đối với Đại Thừa luôn tu hành hoàn hảo? Làm thế nào để đạt được trí tuệ sáng suốt, đạt tất cả tam muội, các lệnh đi và các điện nhẫn? Làm thế nào đạt được pháp tăng tiến không thối lui? Làm thế nào luôn đạt được trí tốt thiện? Làm thế nào không xa lìa giáo pháp của chư Phật? Cũng dường chúng tăng và các Bồ Tát, làm thế nào đối với căn lành không sinh nhàm chán? Đối với hành nguyện của Bồ Tát là thế nào để không hề chán đủ? Đức Phật bảo Bồ Tát Kiết Ganh Tạng: Này thì Nam, Đại Bồ Tát có 10 loại luân. Nếu có thể thành tựu được các luân như vậy, thì đối với Thừa Thanh Văn và Bích Chi Phật đều không xem thường, cho đến đối với Thừa Bồ Tát cũng không xem thường. Nếu ở trong chúng Thanh Văn của Như Lai, thành tựu pháp khí hay không thành tựu pháp khí, đều không nghi ghét, thường đạt được pháp luân tiến tới, không tối lui, đối với Đại Thừa cũng được tăng trưởng không thiếu sót, luôn đạt được thiền định, các tổng trì và các địa nhẫn, không xa rời pháp của Đức Phật, cúng dường chúng tăng và các Bồ Tát, mong cầu căn lành đều không chán đủ, được thanh tịnh vững chắc, phát tâm phát vô lượng hạnh nguyện. Dù quá khứ đã tạo tác các nghiệp xấu ác, đều nhờ trí địa kim cang của bậc hiền thánh làm cho bậc nhất đạt được niết bàn. Tất cả nghiệp xấu ác đã gây nơi hiện tại thì đều dứt sạch không tạo tác nữa, có thể mau thành tựu pháp luân vô thượng, được ngọc báu bảy giác chi không chán đủ, có thể dứt trừ tất cả các cơ sở đã gắn liền với chúng sinh. Này thì Nam, ví như trường luân thánh dương, nếu muốn du hành thì sẽ báu đi trước nhất, còn các báu khác đều đi theo sau, có thể diệt trừ các thứ ác của tất cả chúng sinh trong bốn châu thiên hạ, có làm cho tất cả mọi người trong bốn châu thiên hạ thân tâm đều thọ hưởng vui sướng. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, nếu thành tựu đầy đủ 10 luân, đối với Thừa Thanh Văn không sinh xem thường, cho đến tất cả chúng sinh cũng đều nương tựa để tồn tại. Này thì Nam, ví như xe lớn đầy đủ 4 bánh, nhiều người nương theo xe này đi trên đường thẳng, hai bên đường có sỏi đá, các cây cối, thậm chí các cành nhánh hoa quả đã bị xe cán nghiền, thể đều tiêu diệt. Như thế Đại Bồ Tát cho các chúng sinh, nếu còn tất cả tội chướng nơi chánh pháp đều nghiền nát, diệt hết, khiến cho không còn thọ nhận quả báo. Này thì nay với nhau phòng kiểm sát đều có thể chặt đứt đầu của ấn địch, để chặt đứt tay chân nơi thân thể, tức không còn cử động. Đại Bồ Tát nếu có thể thành tựu đầy đủ 10 luân như vậy, thì tất cả số nẻo, các ác nơi dục giới thì đều đoạn trừ, làm cho dứt hết không còn thọ nhận quả báo khác. Này thì Nam, hình như lúc năm mặt trời xuất hiện thì tất cả đại địa trong bốn cõi thiên hạ, những chỗ có nước đều bị khô cạn. Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ 10 luân như vậy, có thể dứt sạch các tội của nghiệp chướng và báo chướng cho chúng sinh, nguồn gốc của các hội não đều tiêu diệt. Ví như khi tai nạn bị gió khởi lên, trong chốc lát gió lớn ở bốn phương cùng thổi mạnh, có thể thổi bay tảng đá to, các ngọn núi đều thành vi trần. Đại Bồ Tát thành tựu 10 luân như vậy vì các chúng sinh nương tựa cùng nhau, làm cho bốn ngọn núi kết sự điên đảo và các nghiệp chướng tội nạn đều diệt trừ, chết hết nguồn gốc của khổ đau khi không còn sót. Này thì Nam, với như sư tử vương, nó lúc gầm lên thì tất cả các loài súc sinh và các chúng sinh thì đều sợ hãi. Đại Bồ Tát ấy cũng như vậy, cho đến hàng ngoại đạo và các học phái khác tuy thức ác đều kinh sợ quên mất lời biện luận. Này thì Nam, với như Thích Đại Hoàng Nhân đem quân binh trước sau vây quanh, tôi cầm chạy kim cang đánh bại Atula. Đại Bồ Tát thành tựu 10 luân cũng như vậy, tất cả quyến thuộc của ngoại đạo tà kiến, trí thức ác đều bị trừ diệt. Này thì Nam, với như ngọc báu như ý được treo nơi ngọn cờ, từ trên cao bước xuống vô số vật báu. Đại Bồ Tát thành tựu 10 luân như vậy, có thể giữ gìn cờ trí, cờ địa giới, bước xuống các trận mưa pháp bên trong bộ luận chúng sinh. Này thì Nam, với như chúng u ám về đêm, khi ánh sáng của mặt trời mặt trăng xuất hiện thì diệt hết tất cả sự tối tâm. Nếu có các chúng sinh mê mờ quên mất đường đi, tức khiến họ thấy được đường chánh. Đại Bồ Tát thành tựu 10 luân cũng như vậy, chúng sinh bị vô minh tối tâm ngăn che nên bỏ mất 8 con đường chân chánh. Đại Bồ Tát cũng giảng nói vô số giáo pháp cho họ,
làm cho ánh sáng ấy chiếu soi tận cùng các khổ cho bề tám con đường chánh. Này thì nên như mặt trời lúc mới ló dạng, tất cả lúa tóc thể đều tăng trưởng, các đóa hoa đua nở cho các cây cối đều được thành tựu, làm tan băng tuyết trên núi chảy xuống dần đầy tràn các sông và dần chảy ra biển cả. Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ 10 luân cũng như vậy, đều phục được giới tâm từ bi giảng nói vô lượng giáo pháp cho các chúng sinh có thể phát sinh căn lành và vô số hoa quả, khiến tất cả kết sự nó nghiệp báo số ác trên núi Tài Kiến thì đều tiêu trừ cho đến chứng đất Niết Bàn rốt ráo. Đối với tất cả quả vị vi diệu đều đạt được vô lượng nhờ tính giới thế nghe, giúp cho trí tuệ đạt được vô lượng tam muội. Lần lượt như vậy giống như sông lớn chảy dần tràn đầy, nhờ dần tràn đầy nó có thể làm cho chúng sinh hội nhập vào thành Niết Bàn vô ý. Này thì nam, thế nào gọi là 10 loại luân của Đại Bồ Tát? Đó là 10 điều thiện. Bồ Tát thành tựu 10 loại luân này mới có thể tại mọi thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát do xa lìa sẽ xuất sinh, nó có thể làm cho tất cả chúng sinh không sợ, không hãi, không còn tất cả ưu sầu, khổ não, căn lành thành tựu, quả báo đầy đủ. Nếu ở đời trước đã lưu chuyển ở 6 đường, chìm đắm trong dòng sông sinh tử, nhờ nhân duyên không xuất sinh này, đến mọi tạo nghiệp xấu ác kia, tất cả các phiền não nơi thân khẩu ý, có thể làm cho chúng sinh bị chướng ngại đối với chánh pháp. Tự mình làm hay chỉ dạy người khác làm, thậm chí thấy người khác làm đều tùy hỷ. Nếu thọ nhận giữ gìn luôn không sát hại như vậy, thì đều nghiền nát tất cả tội báo chướng ngại của nghiệp ác, khiến không còn sót, cũng nhờ nhân duyên không sát sinh. Nó có thể khiến cho tất cả chư thiên và loài người đều sinh ưa thích, không còn nghi ngờ. Tòa bàn sẽ được dài lâu, sau khi lâm chung đã có vợ con một quyến thuộc yêu mến, thì đều vây quanh, thân không thọ nhận sự đau khổ, thậm chí thần thức ra đi, không trở lại nữa, hoàn toàn không thấy vui dâm la như các ngục tốt. Hoặc khi lâm chung gặp tri thức thiện, thanh tịnh dự giới, tâm ưa thích ruộng phước, sự bỏ thân này rồi sẽ được sinh vào trong loài người, các căn lanh lợi thông minh. Lại gặp tri thức thiện, dự giới thanh tịnh, luôn ưa thích ruộng phước, đoạn được các việc xấu ác, chỉ mong cầu tất cả hạnh của Đại Bồ Tát, nhập vào biển trí sâu xa đạt được Đại Bồ Đề. Những chỗ sinh ra thường tránh xa các cõi bên đau, các cõi nước sâu ác, tuổi thọ đoạn sống được tăng trưởng, nơi nước thanh tịnh tự tại để mọi sự kinh sợ. Như tuổi thọ của Đức Phật kia là vô lượng vô biên, cũng có thể được tạo được thọ mạng như thế. Như các chúng sinh giải nói giáo pháp hóa độ, thậm chí sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chánh pháp cũng trụ lâu như vậy. Này Thiện Nam, đó gọi là bánh xe thứ nhất của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu được luân này, đối với thừa Thanh Văn và Bích Chi Phật không còn thiếu sót, đối với tất cả đệ tử Thanh Văn của Như Lai cũng không thiếu sót, không thoát lui nơi đại thừa, tất cả tam bụi các đại la ni và các nhẫn đều đạt đến tất cả địa tự tài, luôn thuận theo tri thức thiện chư Phật và Bồ Tát để lãnh hội chánh pháp, cũng dường chúng tăng chiêu trộm các căn lành, luôn không chán đủ tu tập tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát cũng không biết chán. Vì sao? Và chư Phật quá khứ đối với 10 ác này đã đều xa lìa, mà mỗi nghiệp ác bất thiện cũng không khen ngợi. Vì vậy cho nên này Thiện Nam, đối với 10 điều thiện ấy có thể giữ gìn một nghiệp thiện, nhờ tướng như thế nó có thể đạt được quả báo như trước đã nói. Lại nữa này Thiện Nam, Đại Bồ Tát tu hành không trộm cắp, có thể ban cho tất cả chúng sinh không kinh, không hãi, không sợ, cũng không sầu não, mình đã có các vật dụng ăn uống, thân thể, tài sản, sự nghiệp của Pháp. Thường mong cầu tất cả sự lợi ích như Pháp, không mong muốn điều phi Pháp, nhờ quả báo của hạnh nghiệp đã căn lành ấy. Giả sử trước kia từng lưu chuyển trong 6 nẻo, chìm đắm nơi dòng sông sinh tử, những năng lực không trộm cắp này, cho nên thân khẩu ý nghiệp dù đã gây tạo các tội lỗi, có thể làm trở chướng ngại chánh pháp, cho đến tài sản sự nghiệp đều cản trở, hoặc tự mình làm, hoặc sao người khác làm, hoặc thấy làm vui theo, nhờ luôn không trộm cắp ấy, khiến thể đều trụ diệt, không còn sót, có làm cho chúng trời người ưa thích, không còn nghi ngờ, cho đến khi lâm chung, nhờ con quyến thuộc tất cả đều chia quanh, đưa tiễn, thân không thừa nhận các sự đau khổ. Sau khi mạng chung, thần thức được vãng sinh, không gặp vua Diêm La và các ngục tốt, luôn gặp các bậc thiện tri thức đáng mến, giữ giới thanh tịnh, thâm ưa thích ruộng phước, xử lý tất cả pháp xấu ác, thành tựu đầy đủ tất cả vô lượng pháp lành, để theo chủ đã sinh ra đều đạt được nhiều tài sản sự nghiệp, có của cải và sự nghiệp rồi, tất xa lìa mọi sự sợ hãi, không có các nạn về lửa nước và cướp, có thể đạt được quả vị bồ đề, đạt được các báu đầy đủ cái báu trang nghiêm đó còn phật, không có ngã và ngã sợ, không chấp lấy, không đắm chìm, thành tựu tất cả hành nghiệp của chúng sinh, không còn ngã sợ, không có đối tượng nhận lãnh, không thọ mạng, không báo chúng sinh, thể đều thâu tóm nơi cõi nước của Phật ấy. Này thì đem đó gọi là luân thứ 2 của Đại Bồ Tát.
Nếu có, nếu Bồ Tát có thể thành tựu được lâu này, Đức Giới Thừa Thanh Văn và Bích Chư Phật đều không vướng mắc, cho nên đệ tử Thanh Văn của Như Lai cũng không hiềm nghi. Tự mình đối với luân của Đại Thừa đều không nhàm chán, đều được tất cả các pháp môn Tam Muội và Đà La Ni, nhẫn địa cũng không xem bỏ tất cả tự nguyện. Lại nữa này thì Nam, Đại Bồ Tát thân hoàn toàn sẽ lìa tà dâm, tất cả chúng sinh đều bị dâm dục lôi cuốn làm chìm đắm. Bồ Tát có thể ban cho họ sự không sợ hãi, không ganh ghét, không giận dữ não hại. Đối với nhan sắc của vợ mình luôn sinh biết đủ, không mong muốn điều phi pháp, nhờ năng lực nơi quả báo của căn lành này. Cho nên dù đời trước có quả báo là do tà dâm và sinh tử nơi xấu nẻo, lưu chuyển trong các cõi, tự mình làm hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy làm vui theo, được khiến xa lìa luôn tà dâm, nghiền nát, trừ hẳn nghiệp xấu ác không còn sót, cho đến thành tựu đạo quả Bồ Đề, sinh vào cõi tịnh nơi không có người nữ, thanh tịnh bậc nhất. Các chúng sinh nơi cõi ấy đều tự hóa sinh, không phải do từ cha mẹ họ hợp thọ thân. Này thì Nam, đó gọi là luân thứ ba của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu được luân này hoàn toàn không sẽ bỏ tất cả hạnh nguyện. Lại nữa này thì Nam, Đại Bồ Tát trọn đời sẽ liệt các cái lời nói hư vọng, luôn nói lời thuận hợp, do nhân duyên ấy nên được hàng trời người hoan hỷ, sớm đạt được Bồ Đề không vô nạnh chúng sinh, sinh vào nước ấy lời nói luôn chân thật không có giả dối, đó gọi là luân thứ tư của Đại Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu được luân này cho đến khi chứng đắc đạo quả Bồ Đề, luôn vẫn còn tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát không gián đoạn, hoàn toàn chẳng hề xa bỏ. Lại nữa này thì Nam, Đại Bồ Tát đối với cả đời mình không nói hai lưỡi, do nhờ căn lành này nên thành tựu được đạo Bồ Đề, điều phục chúng sinh, tu tập theo sáu pháp hòa kính, sinh hoạt cõi nước ấy đều cùng một lòng cung kính với nhau, không có sai trái, tu tập pháp chân thật. Này thì đang đó là luân thứ năm của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu được luân này luôn mong cầu hạnh nguyện của Bồ Tát không biết nhàm chán, rồi đời không xả bỏ. Là nơi này thì nào Đại Bồ Tát sẽ lìa ác khẩu cho đến thành tựu được quả báo quả Bồ Đề, tai hoàn toàn không nghe những việc không vừa ý, luôn sinh vào nước của chư Phật, thường nghe tiếng hòa nhã của vô số người và âm thanh vi diệu, nghe tiếng các pháp đầy khắp cõi Phật, tâm niệm thành tựu pháp âm thanh tịnh sâu xa, chúng sinh như vậy được sinh vào cõi Phật. Này thiện nam, đó gọi là luân thứ sáu của Đại Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu được luân này từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, thì mong cầu tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát không biết chán đủ, trọn không xả bỏ. Là nỗi này thiện nam, Đại Bồ Tát đối với thân mạng của đời mình luôn xa lìa để nói theo dệt cho đến đạt đạo quả Bồ Đề, từ ở cõi nước của Phật nghe trăm ngàn pháp âm của các đại Bồ Tát để khắp cảnh giới, luôn xa lìa tất cả lời nói theo dệt thành tựu cho luôn lời nói phát thiện, chúng sinh như vậy đều sinh vào cõi nước Đức Phật ấy. Này thì nam, đó gọi là luân thứ bảy của Đại Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu được luân này cho đến đạo quả Bồ Đề, luôn mong cầu tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát không nhàm chán, trọn đời không sợ bỏ. Là nỗi này thiện nam, Đại Bồ Tát đối với thân mình sẽ lìa tham dục cho đến đạt đạo Bồ Đề, thân sinh vào nước thanh tịnh, đất bằng phẳng như lòng bàn tay, đầy đủ các thứ báu cũng lấy cây báu làm trang nghiêm cõi ấy. Đã có bao nhiêu thứ y báu quý giá, anh là cờ phướng, dây vàng, chuỗi ngọc trong thế giới ấy, có vô số cây báu, nơi kết đang xen, ta nên vẽ tráng lệ. Chúng sinh ở cõi nước ấy, sẽ lìa sự cao ngạo, ngã mạn, giả mạo đoan trang, các căn đầy đủ, tâm ấy bình đẳng, chúng sinh như vậy đều sinh vào cõi nước ấy. Này thì nam, đó gọi là luân thứ tám của Đại Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu được luân này cho đến đạt đạo quả Bồ Đề, luôn mong cầu tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát không nhàm chán, rồi không xả bỏ. Lại nữa này thì Nam, Đại Bồ Tát đối với quả cả đời mình luôn xa lìa sự giận dữ cho đến đạt đạo quả Bồ Đề, để dứt trừ tất cả phiền não có uế, mây bụi gió dữ, ở trong nước thanh tịnh ấy không còn các thứ uế trược, đoạn trừ kiêu mạn, sinh vào cõi nước kia rồi, thân hình đẹp đẽ tốt bậc nhất, các căn lành đầy đủ, dùng thiền định từ bi để trang nghiêm nơi mình. Những chúng sinh như vậy được sinh vào cõi nước ấy. Này thì nếu đó là luân thứ chín của Đạo Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu được luân này cho đến khi chứng đắc đạo quả Bồ Đề, luôn mong cầu là mọi hạnh nguyện của Bồ Tát không hề nhàm chán, đời đời không xả bỏ. Là nỗi này thì nam, Đạo Bồ Tát nơi trọn đời mình luôn xa mọi tà kiến, là có thể do xa lìa luôn tà kiến này khiến chư thiên và nội loài người ưa thích. Nó có chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo cho đến nơi dòng sâu sinh tử. Những người này dứt khỏi tất cả nghiệp chướng và vì nào chướng nơi thân khẩu và ý làm chướng ngại chánh pháp, hoặc tự mình làm hoặc dạy người khác làm, họ thấy làm vui theo, nhờ sẽ lìa luôn tà kiến này nên đoạn trước hết mọi nghiệp trói buộc, khi không còn sót lúc lâm chung vợ con quyến thuộc vây quanh, tôi không còn thọ nhận các khổ, thường tức được vãng sanh, hoàn toàn có gặp vua Diêm La và các ngục tốt, thường gặp trí thức thiện, thế giới thanh tịnh, tâm ưa thích ruộng phước, thường sinh lòng tin chân chánh, sau khi mạng chung được sinh vào trong loài người, không gặp bậc thiện trí thức và các bậc dự giới,
Tàu Đồng Phước, đối tượng giàu đó đạt được chánh kiến, được bậc thiện đế thức trao truyền chỉ dạy của cặp pháp lành. Thường sẽ liệt các pháp bất thiện, các căn lành được thành tựu đầy đủ, thì đúng con đường của Bồ Tát đã thực hành tu tập. Nhờ nhân duyên này có thể vượt qua tất cả các cõi của chúng sinh, hội nhập và biện lộ chánh pháp của đại thừa cho đến chứng đắc đạo quả Bồ đề. Tất cả lưỡng ngơ và các kiến chấp và đoạn thường đều xa lìa, kiến chấp về ngã và ngã sở cũng liền bỏ. Nhiều chúng sinh như vậy đều sinh vào cõi nước ấy, toàn mạng vô lượng đều đồng một pháp vị, đều là đại thừa, từ bỏ tất cả thanh văn và bất chi Phật. Các loài thiên ma, tất cả ngoài đạo khuyến thuộc của ma thảy đều đã lìa hẳn, sinh vào trong cõi nước kia, toàn mạng của Đức Phật ấy là vô lượng vô biên, luôn ở trong ấy, cõi ấy là Phật sự. Sau khi bắt niết bàn, khi cho chánh pháp trụ lâu ở đời, không còn tổn giảm mà càng thêm sáng tỏ, hưng khởi thì đều một vị, này thì nơi đó là luôn thứ 10 của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu được luôn này, đối với thừa thanh văn và bất chi Phật không sinh lòng ganh ghét, đối với người của nhị thừa cũng không chê trách, cho đến đại thừa cũng dạy đối với người đại thừa là hưng tịnh tam bảo. Đối với đệ tử thanh văn của Như Lai, người thành tựu pháp khí hay không thành tựu pháp khí cũng không hiềm khích, có thể làm trang nghiêm đại thừa, tất cả tam muội các đại la ni cho đến nhận địa cũng luôn được tu học chỉ đại pháp thắng tiến, không xa lìa chư Phật và Đại Bồ Tát, bậc thiện trí thức lắng nghe và thọ nhận giáo pháp, ưa thức cúng dường tăng chúng, tâm không nhàm chán mong cầu các căn lành, trọn đời không bỏ. Bồ Tát thực hành sáu pháp ba la mật cũng không nhàm chán. Này thì nam, nếu có thể thành tựu đầy đủ 10 luân này thì Đại Bồ Tát sớm thành tựu đạo quả vô thượng chánh chân. Vì sao? Vì đối với chư Phật ở đời quá khứ tu tập 10 điều thiện sẽ để tất cả điều ác có thể hiện rõ vô số nhân duyên quả báo, do lượng hình tố như vậy đầy đủ đạo quả Bồ Đề, đoạn dứt tất cả phiền não kiết sử, làm khô cạn ba ác khi không còn sót, do đó mới có thể nối tiếp dòng tam bảo đủ lâu ở đời, luôn được hưng tịnh, khiến thân không còn thọ nhận đến ba cõi hơn lên nước bàn. Như đoạn trời năm ấm sáng nhập về tam giới, hòa nhập vào thành chú ý, để nhờ nhân duyên xa lìa mười điều ác, để đủ quả báo như trên đã nói. Do ý nghĩa ấy, cho nên này tiền đang, nếu đối với mười điều thiện ấy, không vương tập một điều, mà mong cầu Phật đạo, để nói ta là đại thừa, để ứng hợp với Bồ Đề vô thượng, người như vậy là đại phòng ngữ. Phần giờ làm theo sở dự định và vô số khi dối, ở nơi trụ sở của chư Phật có thể đoạn trừ tất cả các lành của chúng sinh, hướng đến ba tội ác. Do đó đại thiện nam, dòng họ xét loại lớn đầy đủ 10 điều thiện, đại gia Bà La Môn, trời tu thiên vương cho đến trời phi tưởng phi tưởng, thành văn thừa bất chấp vật thừa đều tu hành 10 điều thiện đạt công đức như vậy, đã có thể thành tựu đầy đủ đạo quả vô thượng chính là chánh giác. Này thiện nam, nhờ 10 điều thiện này mà trang nghiêm thân mình, mong cầu quả vô thượng tu học đại thừa, chấm thành tựu và được Phật đạo, có thể an lập cho tất cả xứ sở của căn lành công đức. Nếu có thể giữ gìn 10 điều thiện thì đối với căn lành nơi tự nguyện đều được đầy đủ thành tựu đạo quả vô thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nhắc lại sự việc trên lời nói kệ. Do giác ngộ 10 luân nhằm liền tất cả khổ, không ganh ghét thanh văn, cho người mặc ca sa, tôi theo thừa duyên giác, tâm tinh xuyên tinh tấn, an lạc các chúng sinh như lãnh việc đại thừa, tất cả các duyên giác hiểu rõ pháp tối thắng, tu Phật đạo thanh tịnh, mỗi chân đắc Bồ Đề, sẽ liệt sự sát sinh, rồi người đều thường nghĩ đời đời theo tuổi thọ, khéo thu nghiệp không hại, sinh bất cứ nơi nào, luôn ở thích pháp Phật, người quý bậc Thế Tôn, mỗi chân đắc Bồ Đề, sẽ liệt sự trộm cướp, cố gắng các bậc trí, diệt trừ các tham lam, giữ gìn giới không trộm, ở đâu cũng giàu có, làm thí chủ người khác, được gọi lối thanh tịnh, trang nghiêm bằng các báu, diệt trừ phiền não ế, làm khô cả ái dục, sẽ để sự tài dâm, sinh vào nước thanh tịnh, bệnh viễn lìa bùn nhơ, diệt tất hết chúng sinh, hòa nhập vào đại thừa, do sẽ lìa tài dâm, muốn đạt được thánh trí, khen ngợi lời nói thật, sợ bỏ lời dối trá, diệt trừ các khổ não, hoàn toàn nói chân thật, tự gặp các đức Phật, mau thành tựu Bồ Đề, sẽ lìa lời nói dối, gánh phát pháp khí Phật, không còn nói hai chiều, luôn hiểu được chư Phật, dứt bỏ các đoạn kiến, bậc thánh không nắm nhiễm, đi biện tài tổng trì, biết biện pháp sâu xa, không lâu được Bồ Đề, thường nói lời nhu hòa, sẽ lìa mọi ác khẩu cho chúng sinh ưa thích, diệt trừ nghiệp đời trước, khi chúng sinh vui vẻ, tướng pháp của Bồ Tát biết rõ hạnh giúp chư Phật nhập vào địa thứ 10, người trí tích cung kính, xin lời lời theo dệt để đủ năm công đức. Và nói đều hiểu rõ, muốn nghe bậc hiền dạy và muốn cầu thánh đạo, cúng dường biển cho Phật, mau được nhất thiết trí, nhất tâm trừ tham dục, không hủy hoại chánh pháp. Cúng dường áo ca sa, làm hưng thịnh ba thừa, luôn xin nước thanh tịnh, an trụ nơi chánh pháp.
đạt được nhiều trí kia, thừa vô thượng bậc nhất, luôn thực hành tâm từ, xin lệ các giận dữ mới đạt được thiền định, chỉ bán hạnh thánh hiền, sinh nơi nước thanh tịnh, đừng bỏ mọi lỗi lầm, an trụ nơi chư Phật, chứ khách các giận dữ, chăm chú tu thuần thục. Xin lệ các tài kỹ hiện bày đạo ba thừa, gọi là cố dường pháp, tránh khỏi nẻo xấu ác, và tới gặp thánh hiền, đủ hạnh Bồ Tát cho đắc trí tối thượng, và nói pháp an trụ, thành tựu được Bồ Đề, tam muội tổng trì, nhẫn, đời nhờ mười điều thiện, đầy đủ luân hồi đức, nghiền nát con đường ác, diệt hết nghiệp phiền não, mau thành tựu chánh pháp. Phẩm mười bố thí, là nỗi này thì nam. Nếu đại Bồ Tát thành tựu mười luân này, từ lúc mới phát tâm đều sẽ bỏ tất cả năm dục, diệt hơn tất cả hàng thanh văn và bất chi Phật, cũng có thể vì hàng nhị thừa đó mà làm ruộng phước. Những gì là mười? Tôi thực hành bố thí, đó là các thứ như thức ăn uống y phục do ngựa xe cộ cho đến thân thể tay chân đầu mắt tùy não tai mũi da xương máu thịt tất cả đều sẽ bỏ. Khi thực hành bố thí không chấp thân mạng, cũng không vì mình mà mong cầu pháp thế gian và pháp xuất thế gian, luôn nhớ nghĩ sự giải thoát cho tất cả chúng sinh, tu tập đại từ đại bi trí tuệ theo phương tiện thiện xảo, tâm bố thí đối với các chúng sinh như vậy làm cho tất cả đều được an lạc, nên bố thí vì diệt hết tất cả kết sự của chúng sinh. Nên bố thí không thể nhận đời sau nên bố thí, tâm cao thượng nên bố thí, tâm không ganh ghét nên bố thí, cho đến đối với kẻ thấp hèn nhất cũng bố thí như vậy, không mong báo đáp nên bố thí, không mong cầu thanh văn và biết chi Phật nên bố thí, mong cầu nhất thiết chủng trí nên bố thí, kể cả đối với một người cũng thường tu hành bố thí như vậy, đó gọi là tâm bố thí của đại Bồ Tát, thành tựu luân thứ nhất của pháp bố thí trang nghiêm. Bồ Tát khi mới phát tâm như thế, nó có thể vì tất cả các hàng thanh văn và bích chư Phật làm được phước lớn, phải nên giữ gìn cung kính cúng dường, vì sao cho tất cả thanh nhân và bích chư Phật, vì chỉ giám dứt thân mình không còn đọa vào ba đường, chỉ làm lợi ích cho mình, không chỉ dạy người khác tu hành bố thí. Đại Bồ Tát vì đoạn dứt tất cả khổ nạn của chúng sinh, bằng tâm từ bi rộng lớn, thương xót mà bố thí, cho nên có thể vì hàng thanh văn và bích chư Phật mà làm được phước, không phải vì mình mong cầu quả báo, chỉ nhằm tự an lạc tối thượng bậc nhất, nên luôn thực hành bố thí hoàn toàn không nắm nhiễm vào năm thứ dục lạc sinh tử của hàng triệu người, nên tu hành bố thí tạo lỡ cho tất cả chúng sinh, không hề đến thân mình đã nhận chịu nhiều điều thiện ác, nên tu hành bố thí chỉ đoạn dứt tất cả quả báo của chúng sinh, nên tu hành bố thí. Bồ Tát thực hành phải bố thí ba la mật như vậy, nó có thể gánh vác làm đủ phước cho hàng thanh văn và bích chư Phật, nó không nắm nhiễm theo năm dục của thế gian, vì nhằm làm đầy đủ đại từ đại bi, nó có thể bố thí như vậy, đó gọi là đại Bồ Tát. Cũng gọi là ruộng phước của hàng thanh nhân những bích chư Phật. Giả sử tu hành bố thí vô lượng, nếu không đoạn dứt năm dục ở thế gian thì không gọi là bố thí, cũng không gọi là Bồ Tát, không thể làm ruộng phước lớn cho hàng thanh nhân những bích chư Phật, không gọi là dấu ấn của bậc hiền thánh. Do đó phải đoạn được năm tứ dục, không còn nhiễm đắm mà bố thí. Nếu nhiễm vào năm tứ dục thì không gọi là Bồ Tát, cũng không gọi là ruộng phước. Người bố thí như vậy không thể diệt trừ phần ít phiền não, huống chi là diệt trừ tất cả mọi thứ kiến kết tập. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nêu rõ lời sự việc trên nên nói kệ thành tựu luân bố thí bậc trí tâm an thanh tịnh lìa hết năm thứ dục khi chúng sinh an lạc tâm trí bố thí ít đều vì trừ các khổ, không thừa nhận quả báo đã được ruộng phước trên thì bố thí rất nhiều, nhưng không lìa năm dục thì chẳng phải ấn thánh, chẳng phải quyết định tụ bỏ dục hành bố thí thì ít mà quả nhiều, thanh văn bích chư Phật đều nhờ ruộng phước ấy, cho nên phải lìa dục thường được thấy thanh tịnh an lạc các chúng sinh là ruộng phước chân thật. Lại nói này thì nam, đại Bồ Tát có 10 loại luân pháp bố thí, nếu có thể thành tựu 10 loại luân pháp bố thí sớm đạt được tam muội ánh sáng, có thể vì tất cả hàng thanh văn và bích chư Phật làm ruộng phước lớn. Những gì là 10? Đó là nương tựa vào pháp của Phật, nương tựa vào pháp của thanh văn, nương tựa vào pháp của bích chư Phật, nương tựa vào pháp đại thừa, nương tựa vào pháp thế gian và xuất thế gian, nương tựa vào pháp hữu lậu và vô lậu, cung kính tôn trọng lãnh tọa tất cả tùy thuận giữ gìn và nói rộng cho người khác. Hoặc nói cho hàng thanh văn, nên nói về pháp bốn đế niết bàn độc đáo, không có tâm ganh ghét kiêu mạn, không vì lợi dưỡng mà khen gọi tất cả, cũng không tự đề cao mình, không khinh chê người khác. Đối với tất cả chúng sinh, luôn khởi tâm từ bi lớn, phân biệt và nói rõ ràng, không nói pháp của bậc chư Phật cùng với pháp đại thừa,
Họ nói pháp cho hàng biết chư Phật, nên nói pháp 12 nhân duyên, sẽ liền sanh về bệnh chết, nhưng hơi các khổ còn không nói các pháp của tiểu thừa Tam Văn Bồ Tát. Hoặc nói pháp cho hàng đại thừa, đã nói sáu pháp ba la mật, đầy đủ các hạnh, chứng đắc đạo vô thượng, còn không nói pháp của thanh gia những bế chư Phật, thì thuận theo căn cơ ứng hợp của các chúng sinh tu hành mà giảng nói cho họ. Đối với lời giảng dạy của Đức Như Lai, kể cả một câu hay một bài kệ được cung kính tôn trọng, trọn đời không bị bán, cũng không ẩn giấu để làm chướng ngại. Đối với người giảng nói giáo pháp đều xem như là bậc thế tôn. Đối với người nghe pháp đều coi như người đang bệnh. Đối với chánh pháp đều tự quý như vị thuốc hay. Sẽ bỏ năm tướng dục, nhằm giảng nói giáo pháp luôn bình đẳng, không chấp tướng. Này thì năm đó gọi là mười thứ luân pháp bố thí của đại thừa Bồ Tát. Nếu Bồ Tát thành tựu mười thứ luân pháp bố thí như vậy, liền mau đạt được tam muội ánh sáng, có thể làm ruộng phước lớn cho tất cả hàng thanh văn của bích chế Phật, là vì tất cả mà chữ dịch cúng dường. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nêu rõ lại sự việc trên liền dùng kệ bậc trí tu pháp thí và nói về ba thừa: người không gánh pháp thí pháp khí, cũng không hủy bán pháp thanh văn và duyên giác, mọi người đều tu tập bích chế Phật lợi trí, chỉ dạy vào đại thừa chỉ thành tựu pháp khí, không nói vọng phi pháp thì các căn lợi đồn dần dần dạy tiến tới. Còn kinh đối với pháp tin nhận không hủy bán, có thể nói giáo pháp cứu dưỡng Đức Thế Tôn. Những chúng sinh nghe pháp đều diệt hết phiền não, không tham đắm tiếng khen và lợi dưỡng nói pháp. Phẩm 11 trì giới là nữa đại thiện nam, để Bồ Tát phát tâm đạt được luân giới đầy đủ trang nghiêm, để thành tựu luân này từ lúc bất phát tâm sẽ liền năm tướng dục, đối với trong hệ thanh văn và bích chế Phật làm ruộng phước lớn tối thắng bậc nhất, đều nên cúng dường và giữ gìn nó. Động tác làm thế nào để trang nghiêm luân giới này thì đã động tác có thể xuất gia tại giới tỳ kheo thành tựu đầy đủ giới ba la đề một xóa, không cùng với hàng thanh văn của bích chế Phật. Nếu Bồ Tát không dùng giới này để có thể dứt trừ các phiền não, tất cả tà kiến trên chúng sinh, thì không gọi là đại Bồ Tát, cũng không gọi là ruộng phước lớn của hàng thanh văn và bích chế Phật. Này thì nam, nếu đại Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh tâm thường bình đẳng, giữ gìn giới thanh tịnh, chế nguyện dưỡng chắc, tâm không lay chuyển, tâm thường chuyên nhất, không sinh vọng tưởng, nếu thấy giữ giới hay phá giới, tham lam hay bố thí, thượng trung hay hạ, do lượng chúng sinh có ngăn ấy thứ giận dữ não hại, đi đứng nằm ngồi ở trong ba cõi, ẩm nhập các giới mà không phân biệt, giữ giới như vậy, không chấp vào cõi dục để giữ giới, không chấp vào cõi sắc và cõi vô sắc để giữ giới, không phân biệt quán xét giữ giới có tưởng hay không tưởng, không vì đạt đến, không đạt đến mà hiểu giới. Này thì nam, đại Bồ Tát dùng hình tướng như vậy phát tâm đạt được luân giới thanh tịnh trang nghiêm lớn, từ lúc mới phát tâm luôn luôn xa lìa năm tứ dục, đại Bồ Tát như thế thì có thể làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn và bích chi Phật, cũng khiến cho chúng sinh luôn giữ gìn cúng dường. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nhắc lại sự việc trên nên nói kệ: ư Bồ Tát luật nghi, trụ vào giới giải thoát, tuy cùng với hai thừa không gọi là sẽ lớn, nếu tu tập pháp không, không nương theo thế gian, cũng không nương các cõi, bậc trí dự tịnh giới, không chấp vào giới tướng thanh tịnh lìa các lậu, người giữ giới như vậy là đủ phước tối thắng. Phẩm 12 nhẫn nhục. Lại nữa này thì nam, thế nào gọi là đại Bồ Tát phát tâm đạt được luân nhẫn đầy đủ trang nghiêm? Nếu Bồ Tát thành tựu luân này thì từ lúc mới phát tâm có thể xa lìa năm tướng dục, với gánh vác làm được phước lớn cho hàng thanh văn những bích chư Phật, cũng làm cho chúng sinh luôn tôn trọng giữ gìn cung kính cúng dường. Này thì nam, đại Bồ Tát nhẫn nhục có hai loại: một là thế gian, hai là xuất thế gian. Là nữa Bồ Tát có nhẫn nhục hữu lậu, thọ nhận các cõi cũng không thể không nghĩ tưởng về chúng sinh, nương tựa vào quả báo, nương tựa vào công đức, cũng gọi là nhẫn nhục trụ nơi sắc thân hương vị xúc, cũng gọi là nhẫn yếu kém không có đối tượng kham nhẫn để hiển bày tâm bi đối với chúng sinh mà tu hành nhẫn nhục. Đó chỉ là duy theo điều ấy mà nhẫn nhục, không vì sự an lạc của chúng sinh nên nhẫn nhục. Người nhẫn nhục như vậy thì đồng với hàng thanh văn với chư Phật, chẳng phải là sự trang nghiêm lớn, cũng chẳng phải là Bồ Tát, chỉ có giả danh Bồ Tát như vậy hoàn toàn không thể gánh vác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn chỉ biết chư Phật, đó gọi là luân nhẫn nhục thế gian của Bồ Tát. Thế nào gọi là nhẫn xuất thế gian trang nghiêm lớn của Bồ Tát? Đó là việc các chúng sinh nên tu hành nhẫn nhục không có nhiễm chấp đối với tất cả sự việc đã tạo tác, lời nói, tướng mạo, âm thanh, danh từ, trụ xứ của bậc thánh thì đều tùy thuận, nên không sợ bận ba kiết, ba thọ, ba tướng, ba đời, ba cõi, ba nghiệp, những việc như vậy đều không nương tựa, tâm luôn tịch tỉnh tu hành nhẫn nhục, đó gọi là luân nhẫn nhục xuất thế gian của Bồ Tát.
Này thì nam đại bồ tát thành tựu luôn nhẫn nhục trang nghiêm lớn như vậy, từ lúc mới phát tâm luôn xa lìa năm tướng dục, các đại bồ tát này có thể làm trùng phước lớn cho hàng thánh dân và bất chư phật để tất cả chúng sinh giữ gìn và cúng dường. Bây giờ đức thế tôn nhằm nêu lại các sự việc trên đã nói kể. Nhẫn nhục có hai loại, hữu tướng và vô tướng. Tôi nhẫn nhục hữu tướng, người trí không quý trọng hiểu hữu tướng nói ba nghiệp liền nướng vào nhẫn tu, gọi là nhẫn hữu lậu, chẳng phải tướng đại nhân ở trong bốn điên đảo. Tôi nhẫn nhục không vướng ba nghiệp đều thanh tịnh, nhẫn này là tối thắng, diệt trừ tất cả hành không nương tướng vô tướng, tâm giống như hư không, đây là nhẫn tối thắng. Chúng sinh đều một tướng, các pháp không vắng lặng, tâm đều không chấp đấm chấp, nhẫn này lợi rất lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Tập Luân quyển 7. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.